Trời ơi, thú quá, nó bắn vào người mình các bạn ơi. Quẩy chứ nè, đưa mình bỏ vào nhá các bạn. Đây trời ơi, giật bắn, giật bắn nha mọi người, cây hoa ở quả nó quẩy tí luôn trời ơi. Ê không rộng quá các bạn, đi quẩy lại các bạn ạ, đừng đào đào bấm quẩy lại đó, chụp hình thôi, thả vào lên quẩy. Mẹ đau mà vậy. Đó, con rồng đó. Đầu đẹp chứ. Nó quấy thử quấy mẹ nhỉ hơi mẹ. Mẹ nó mới chót ra. Đưa mình bỏ ra nhá các bạn. Đây. Bây giờ cái be này nha các bạn, mình sẽ bỏ vào và sẽ đậy nắp lại xem nó sẽ công phá như thế nào nhá. Dâng để ra tận nội này chứ mê đấy. Rồi bạn nó lấy gì râu gì nè. Ủa, bạn chúng ta sống cái video nữa. Cháu chỉ tàn dâng lại chứ bạn đừng quay mà. Đi chịu gắn lại được mà. Rất đẹp đúng không các bạn? Quá đẹp luôn. Ơ, tiếp tục nhá, khi nào nó khá với cái này thôi nha các bạn. Dồi dào lắm. Rất đẹp đúng không các bạn? Bao đẹp luôn. Đẹp không các bạn? Quá đẹp đúng không? Đây. Chỉ còn lại mạnh vỡ này thôi các bạn. Hát bét luôn. Hát bét luôn nè. Rất là
trời ơi. Đố vá nó bắn vào người mình các bạn ơi. Sao không? Bao đẹp luôn các bạn. Rất là kinh dị các bạn. Sao không? Bao đẹp luôn các bạn. Rất là kinh dị các bạn. Đây. Nổ mình. Trời ơi. Đây, đây, đây. Không còn một cái gì luôn các bạn ơi. Đây lại coi ạ. Đến lượt cái bình này nha các bạn. Đây. Bây giờ trời hơi tối các bạn thông cảm nè. À, kinh thật các bạn ơi. Nhỏ trời biết hết tay luôn. Kinh thật. Quá chất. Cái này sao mà nó quậy để nó vậy ta. Tỏi các bạn ơi, tỏi. Đây. Bây giờ nha các bạn. Bỏ ba nhá, bắt đầu mình bỏ ba đây. Trời ơi, khói ơi. Trời ơi, như ôi ơi. Khói như bông nguyên tử các bạn. Như là cháy rừng luôn. Ôi ơi, kinh nghiệm. Khói như bông nguyên tử. Nó vẫn chưa bành được quá. Đây, bây giờ cho cho mình sẽ cho nấu cục này là nha các bạn. Trời ơi, chắc bay sang nhầm bước luôn đấy các bạn ơi. Mình cũng sợ chết luôn. Khói các bạn ơi, ôi dồi. Như là bom nguyên tử luôn. Kinh nhỉ. Cái bè này nó chắc lắm, nó chỉ rất là đẹp. Nó chỉ bóp lại thôi, nó không có vỡ được. Bây giờ trời nó tối rồi, nên không rõ bà thông cảm nhé. Bây giờ mình sẽ đưa tất cả những cái gì nữa để chỉnh lên cái này. Thế nào? Có dư chẩn gì không nha? Lấp một rồi. Lấp nó đâu rồi, đậy nắp lại. Không đậy đâu. Không đậy nó không nổ đâu. Đậy sẽ chết. Xe đâu rồi? Suýt chết. Suýt chết, suýt chết các bạn. Bây giờ là đến lượt cái bình sứ nha các bạn. Bình sứ mình sẽ bỏ cục này. Đây nha các bạn, theo dõi nha.
Wow, nó cháy miếng xốp trên hay sao á. Rồi nó mới... nó không có nổ được. Thôi đó, phải thôi. Bây giờ cái be đây nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào và sẽ đầy nắp lại. Xem nó sẽ... công phá như thế nào nhá. Suýt chết. Suýt chết, suýt chết các bạn. Bây giờ là đến lượt cái bình sứ nha các bạn. Bình sứ mình sẽ bỏ cục này. Là nha các bạn theo dõi nha. Wow, nó cháy miếng xốp trên hay sao á. Rồi nó mới... nó không có nổ được. Thôi đó, phải thôi. Bây giờ cái be đây nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào và sẽ đầy nắp lại. Xem nó sẽ... công phá như thế nào nhá.